Để đảm bảo nhu cầu liên lạc và kết nối Internet di động của khách hàng trong dịp Tết nguyên đáng sắp đến, các nhà mạng như Vinaphone, Viettel cho biết đã lên phương án tăng công suất và chống ngãn trong thời điểm này. Vinaphone cho biết đã đặt thêm gần 11.000 trạm thu phát sóng 3G để đảm bảo nhu cầu liên lạc, kết nối dữ liệu 3G cho khách hàng dịp Tết. Tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Vinaphone bố trí sẵn từ 2 đến 3 xe phát sóng lưu động để chống ngãn trong thời điểm bắn pháo hoa. Viettel dự báo Tết Nguyên Đán 2016 sẽ có khoảng 115 điểm lễ hội, sự kiện thu hút trên 10.000 người tham dự, đồng thời tập trung chủ yếu ở miền Bắc, đồng thời tỷ lệ thuê bao sử dụng 3G sẽ tăng từ 30% lên 50%. Do đó, nhà mạng này đã đầu tư thêm 800 trạm BTS mới, nâng cấp hơn 20.000 trạm phát sóng tại tất cả các tỉnh thành. Đối với các khu vực diễn ra lễ hội, sự kiện lớn, Viettel đã chuẩn bị 90 lượt xe phát sóng cơ động sẵn sàng tăng cường.